Ngay sau phần lễ khai giảng năm học mới, trong sáng ngày 16 tháng 9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức buổi tọa đàm Hướng nghiệp và khởi nghiệp dành cho các bạn sinh viên năm thứ nhất. Buổi lễ có sự góp mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo nhà trường và hơn 1.600 tân sinh viên khóa 62. Khách mời trong buổi tọa đàm là những doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng là những cựu sinh viên đã từng có thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Trong buổi lễ, các bạn tân sinh viên đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ của bản thân về những cơ hội, thách thức và các phương pháp để khởi nghiệp. Theo đó, yếu tố quan trọng nhất của sinh viên là phải rèn luyện phẩm chất ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, buổi tọa đàm Khởi nghiệp không khó do Ban chấp hành Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức đã nhận được sự quan tâm từ phía các bạn tân sinh viên. Thông qua cuộc trò chuyện với các vị diễn giả cùng với những trò chơi mà ban tổ chức sắp xếp, các bạn sinh viên có cơ hội để hiểu biết thêm về những yếu tố cần thiết giúp ích cho việc khởi nghiệp. Xen giữa hai buổi tọa đàm là buổi mini show và hoạt động gian trại của các khoa và câu lạc bộ trong trường. Do điều kiện thời tiết không ủng hộ, các gian trại được di chuyển về khu vực nhà E và nhà G. Tại đây, thức ăn, đồ uống được bày bán. Đồng thời, các bạn sinh viên được giới thiệu về các khoa thông qua các gian trại. Cùng với đó, các câu lạc bộ trong trường như câu lạc bộ truyền thông, câu lạc bộ hoa đá, câu lạc bộ công tác xã hội cùng với các câu lạc bộ khác cũng tiến hành tuyển thêm thành viên khoa 62. Thì lên đại học thì ngoài việc học ra thì tôi nghĩ là việc tham gia vào các câu lạc bộ là điều rất là hữu ích cho việc mình có thể tạo ra tính năng động hoặc là sáng tạo hơn, cho nó sẽ phục vụ tốt hơn trong quá trình học tập. Và sau này tôi dự định là sẽ đăng ký vào hai câu lạc bộ, là câu lạc bộ công tác xã hội và câu lạc bộ truyền thông. Hoạt động gian trại sẽ diễn ra đến hết buổi chiều ngày 16 tháng 9. Và đến buổi tối, đêm chung kết văn nghệ Chúng tôi là K62 sẽ được tổ chức.